cho là nãy giờ bấm quên mất thôi. Thì như đây các bạn nè, mình mở ra rồi. Nó qua con biến chờ để chỉnh app ra này. Rồi cầu trì, mấy con trở, con cầu diode loại nhỏ. Rồi cái gì đây? Con tụ phải không? Tụ không mấy con số thôi. Nó để hết đây rồi. Khó tháo nhà. Con gì chi ác không? Giờ mọi người BTA mấy này? BTA BTA 24 600B, 24A 600B đúng không? Để mình nhìn em có phải không? Đúng rồi, nó dùng con BTA 24 600V đó bạn. 24A 24A về 600V. Giờ mình cho cái con tản nhiệt gì mà chán mình phải móng tay à. Trời ơi, sao nó đơn giản như vậy. Cái làm kỷ niệm không biết lòng màng nó như vậy được rồi rồi đi làm cái chỉnh sư cái quyền là làm của bạn đang người mua chuyển chân một cái được rồi trở lại rồi. Ok, nói chung là chạy còn chữa khắp xong.